Thưa quý vị, và trước khi tiếp tục cuộc trò chuyện với Lương Y Đỗ Minh Tuấn để tìm hiểu về căn bệnh viêm xoang cũng như là những phương pháp điều trị căn bệnh này, thì chúng tôi xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi những hình ảnh của nhân vật chính của chương trình ngày hôm nay. Diễn viên Nguyễn Hoa Thúy là một người có tiền sử về bệnh viêm xoang mạn tính, kéo theo viêm họng đã nhiều năm nay. Đau đầu, hắt hơi liên tục, tắc mũi, khó thở chính là những ảnh hưởng tiêu cực mà căn bệnh viêm xoang mang tới cho cuộc sống và công việc của chị. Cái căn bệnh viêm xoang của tôi thì nó là một căn bệnh mãn tính và nó làm ảnh hưởng đến cái công việc của tôi rất là nhiều. Nó vừa là mệt mỏi thì mình sẽ cảm giác như chán nản, không muốn làm. Đặc biệt là những ngày thời tiết thay đổi, nó ảnh hưởng đến sức khỏe, đến giấc ngủ, rồi đến công việc, làm cho mình cảm thấy rất là mất tập trung. Nào là đang làm cũng phải đi để xì mũi, rồi là nói chung là rất là khó chịu. Chị Hoa Thúy đã sử dụng mọi biện pháp, nhưng căn bệnh viêm xoang của chị không thuyên giảm. Để mà áp dụng những cái biện pháp cho cái căn bệnh của mình ấy, thì kể cả là tức thời tự nghĩ ra rồi các cái phương pháp, rồi là cũng là đi tìm gặp các cái giải pháp từ Đông y cũng đã rồi, Tây y cũng đã rồi, dùng thuốc, rồi xịt thuốc Tây, rồi là dùng cả những biện pháp xông hơi, rồi tăng đề kháng, rồi là đại khái là rất là nhiều rồi. Nhưng mà cái hiện tượng rồi là cái căn bệnh đó cũng vẫn chưa được triệt để. Sau khi đi khám, các bác sĩ đã khuyên chị Hoa Thúy điều trị căn bệnh của mình bằng phương pháp Đông y để có thể chữa trị tận gốc căn nguyên của bệnh. Đến nay, sau một thời gian điều trị, bệnh viêm xoang của chị Hoa Thúy đã thuyên giảm đáng kể. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với chị ngay sau đây để nghe chị chia sẻ thêm quá trình điều trị bệnh của mình, cũng như cùng các chuyên gia của chương trình tiếp tục tìm hiểu về phương pháp điều trị viêm xoang bằng Đông y. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ nhân vật chính trong phóng sự vừa rồi, diễn viên Hoa Thúy. Xin cảm ơn MC Hồng Phúc. Sao càng ngày càng đẹp thế chị? Có một bí quyết nhỏ nhỏ, chắc là mình đã vừa trải qua cái giai đoạn là điều trị khỏi được cái căn bệnh làm cho mình rất là khó chịu bấy lâu nay, đấy là bệnh viêm xoang đấy. Yeah. Thực ra là ở Hà Nội cái thời tiết này nó cũng khá lạnh, thế nhưng mà nghe giọng chị rất là trong trẻo, không hề có vấn đề gì ở cái việc là bị cái bệnh viêm xoang nó làm phiền toái cả. Thực tế là chị đã từng điều trị bệnh lý viêm xoang ạ? Chị có thể chia sẻ một chút được không? Hoa Thúy đã mắc cái căn bệnh viêm xoang này từ rất lâu rồi. Nó làm ảnh hưởng đến công việc, đến cuộc sống hàng ngày rất là nhiều. Nhất là những cái ngày mà thời tiết thay đổi thì sẽ gây ra những cái triệu chứng và những cái cảm giác rất khó chịu. Ví dụ như là nước mũi rất là nhiều. Lúc nào cũng phải có cái gói khăn giấy trong túi. Ở trên giường đi ngủ thì cũng phải để một cái gói giấy ở đầu giường. Rất là phiền phức. Hai nữa là bị nhức ở cái phần sống mũi, rồi nhức đầu, rồi khó chịu, rồi trằn trọc mất ngủ. Thế thì Hoa Thúy cũng rất là vui khi mà tìm được đến Lương Y Đỗ Minh Tuấn. Thế thì cũng đã giải quyết được cái phần khúc mắc về cái căn bệnh của Hoa Thúy rồi.